mất ngủ hoặc là ngủ không sâu giấc sáng ngày hôm sau dậy rất là mệt mỏi thì rất là nhiều cô chú anh chị đã gặp cái tình trạng này và hiện tại đang gặp thì khi mà cái nụ tam thất bây giờ cái giá nó cao và cái hàng nó không có thì một số các cái loại khác chị mất ngủ nó sẽ thay thế đó là cái trà mất ngủ hoặc là trà an thần thì ở đây mình có cái trà an thần này nó giúp cô chú anh chị an thần dưỡng não tăng cái lượng máu lên não giúp ăn ngon hơn ngủ ngon hơn nhất là trong cái việc chúng ta ngủ ấy, thì giúp chúng ta ăn thần và ngủ ngon hơn rất là nhiều cái này mình bán được cực kỳ nhiều nhé cái trà ăn thần này giúp dễ ngủ cực kỳ tốt cái giá hiện tại của nó là 300.000 đồng một kg gồm hai gói như thế này về chúng ta sử dụng rất là đơn giản thôi chúng ta cho vào một cái lượng khoảng một nắm nhỏ khoảng tầm 20g sau đó chúng ta pha với hai lít nước và chúng ta uống đều trong ngày nghĩa là một người uống một ngày là hai lít nước thì chúng ta lấy cái trà đó thay vì cái nước trắng bình thường chúng ta sẽ sử dụng cái trà của cái cái, cái trà an thần này chúng ta hãm với nước nóng chúng ta uống đều trong ngày đó thì giúp chúng ta dễ ngủ cực kỳ sâu nhé cực kỳ tốt đó thì cái giá là 300 nghìn thì cô chú anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585 Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook, trong này thì có rất nhiều thành phần